Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học toán lớp 2 mới, sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 74, ôn tập, kiểm đếm số lượng và lựa chọn khả năng, trang 134-135. Bài 1. Robot cắt giấy màu được các hình gồm hình vuông, hình tròn, hình tam giác, rồi trang trí lên cây như hình vẽ. Chúng mình quan sát hình vẽ. Sau đó chúng mình điền số vào vị trí các dấu hỏi chấm ở trong bảng. A. Hàng đầu tiên là các hình, hình vuông, hình tròn, hình tam giác. Chúng mình hãy quan sát, đếm số lượng hình và điền vào vị trí dấu hỏi chấm. B. Hình màu đỏ, hình màu vàng, hình màu xanh. Chúng mình cũng đếm và ghi số lượng hình ở hàng dưới. C. Hình vuông màu đỏ, hình tròn màu vàng, hình tam giác màu xanh. Chúng mình quan sát, đếm và ghi số lượng hình ở hàng dưới. Đó chính là nội dung bài số 1. Bây giờ chúng mình cùng làm phần A. Hình vuông. Chúng mình đếm ở trong hình của bạn robot. Hình vẽ có mấy hình vuông? 1 hình vuông, 2 hình vuông, 3 hình vuông, 4 hình vuông, 5 hình vuông, 6 hình vuông, 7 hình vuông, 8 hình vuông. Vậy là có 8 hình vuông. Có mấy hình tròn? Chúng mình lại đếm. 1 hình tròn, 2 hình tròn, 3 hình tròn, 4 hình tròn, 5 hình tròn, 6 hình tròn, 7 hình tròn, 8 hình tròn, 9 hình tròn, 10 hình tròn, 11 hình tròn. Vậy là có 11 hình tròn. Chúng mình đếm tiếp số lượng hình tam giác. 1 hình tam giác, 2 hình tam giác, 3 hình tam giác, 4 hình tam giác, 5 hình tam giác, 6 hình tam giác. Có 6 hình tam giác. Vậy là chúng mình đã đếm, thống kê số lượng của từng hình ở trong hình vẽ, điền được vào bảng số liệu các loại hình vuông, hình tròn, hình tam giác. Chúng mình chuyển sang phần B. Chúng mình đếm số lượng hình màu đỏ, hình màu vàng và hình màu xanh. Có bao nhiêu hình màu đỏ? Chúng mình đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vậy là có 9 hình màu đỏ. Có bao nhiêu hình màu vàng? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 hình màu vàng. Có bao nhiêu hình màu xanh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có 10 hình màu xanh. Chúng mình đã quan sát, chúng mình phân loại màu sắc. Chúng mình đếm số lượng hình và đã điền được vào bảng số liệu. C. Hình vuông màu đỏ có mấy hình? Hình tròn màu vàng có mấy hình? Hình tam giác màu xanh có mấy hình? Bây giờ chúng mình cùng quan sát. Chúng mình đếm hình vuông màu đỏ. Hình vuông màu đỏ, chúng mình xem những hình màu đỏ, hình nào là hình vuông. 1, 2, 3. Trong các hình màu đỏ thì có 3 hình vuông. Vậy chúng mình điền số 3. Hình tròn màu vàng, chúng mình quan sát những hình màu vàng xem có mấy hình tròn. 1, 2, 3. Trong những hình màu vàng thì có 3 hình tròn màu vàng. Hình tam giác màu xanh, chúng mình quan sát những hình màu xanh xem có mấy hình tam giác. À, trong các hình màu xanh thì không có hình tam giác nào. Chúng mình điền số 0. Vậy là chúng mình đã quan sát, đếm số lượng và chúng mình điền vào bảng số lượng. Bài tập số 2, cho biểu đồ về số quả cam, quả táo, quả xoài
ở một cửa hàng bán hoa quả trong chợ. Đây chính là biểu đồ tranh về số lượng cam, số quả cam, quả táo, quả xoài ở một cửa hàng. Đây là số quả cam. Đó. Đây là số quả táo. Đây là số quả xoài. Ghi chú, mỗi một túi này là 10 quả. Mỗi một chấm tròn này là 1 quả. Đó, đây là đơn vị chục và đây là đơn vị chục và đơn vị. A, có bao nhiêu quả cam, có bao nhiêu quả táo và bao nhiêu quả xoài? B, chọn câu trả lời đúng. Loại quả nào có nhiều quả nhất? Chúng mình chọn đáp án đúng. Loại quả nào có ít nhất? Chúng mình chọn đáp án đúng. Đó chính là nội dung và yêu cầu của bài số 2. Chúng mình quan sát, đọc lại, suy nghĩ để trả lời. Chúng mình quan sát câu A có mấy quả cam. Mỗi một túi là 10 quả và 6 đơn vị. 10, 20, 30, 30 và 6 là 36. Vậy số quả cam có 36 quả. Sang cột quả táo. Có 5 túi như thế này chính là 50 quả và không có quả rời ở ngoài, không có số lẻ ở ngoài. Vậy là có 50 quả táo. Số quả xoài có 4 túi như thế này là 40 quả và 2 quả ở ngoài nữa là 42 quả. Vậy là nhìn vào biểu đồ tranh chúng mình thấy là có số quả cam là 36 quả, số quả táo là 50 quả. Số quả xoài là 42 quả. Vậy loại quả nào có nhiều nhất? À, đó là quả táo, đúng không nhỉ? Số lượng quả táo nhiều nhất là 50 quả, đúng không? Vậy mình khoanh vào đáp án đúng là B. Loại quả nào có ít nhất? Chúng mình quan sát biểu đồ tranh. À, số quả cam là ít nhất. Đáp án A là đáp án đúng. Nhìn vào biểu đồ tranh chúng mình so sánh rất là dễ và chúng mình thấy số lượng như thế này cũng rất là dễ. Vậy trong cuộc sống chúng mình có thể vận dụng để thống kê bằng biểu đồ tranh, quan sát rất là dễ, đúng không nào? Bài 3. Nam cho 2 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ vào trong hộp này. Đây là bạn Nam này, cho vào trong hộp này. Không nhìn vào hộp, bạn robot lấy ra 2 quả bóng. Chọn khả năng xảy ra trong mỗi trường hợp sau. A. Cả 2 quả lấy ra đều là bóng xanh. Chọn đáp án đúng. B. Cả 2 quả lấy ra đều là bóng đỏ. Chọn đáp án đúng. C. Trong 2 quả lấy ra có ít nhất 1 bóng xanh. Chọn đáp án đúng. Đó chính là nội dung của bài số 3. Bây giờ chúng mình suy nghĩ nào. Nếu như bạn Nam cho 2 quả bóng xanh vào trong hộp và 1 quả bóng đỏ. Vậy khi robot lấy ra 2 quả bóng, cả 2 quả lấy ra đều là bóng xanh. Điều này có chắc chắn xảy ra không? À, không chắc chắn, bởi vì có thể lấy quả bóng đỏ nữa thì sao? Điều này không thể xảy ra. Điều này có thể xảy ra. Không thể xảy ra. Chưa chắc, cũng có thể bạn robot sẽ lấy được 2 quả bóng xanh. Điều này có thể xảy ra. Có thể ở đây, tức là có thể lấy được hoặc có thể không lấy được. Vậy C là đáp án đúng. Chúng ta khoanh vào đáp án C. Phần B. Cả 2 quả lấy ra đều là bóng đỏ. Điều này có chắc chắn không? À, không chắc chắn. Bởi vì sao? Trong hộp chỉ có 1 quả bóng đỏ thì không thể lấy ra được 2 quả bóng đỏ. Vậy điều này không thể xảy ra. Ta chọn đáp án B. Câu C. Trong 2 quả lấy ra có ít nhất 1 bóng xanh. À, chắc chắn rồi. Đúng không nào? Chắc chắn. Bởi vì có 2 quả bóng xanh mà 1 quả bóng đỏ, cho nên là lấy ra 2 quả thì có ít nhất là 1 quả bóng xanh. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Vậy là trong từng tình huống chúng mình đã chọn được khả năng xảy ra
của mỗi trường hợp. Chắc chắn, không thể hoặc có thể. Đó, xảy ra 3 trường hợp như vậy và mình đã biết chọn khả năng xảy ra trong từng trường hợp. Trong cuộc sống cũng vậy. Chúng mình cũng gặp rất nhiều trường hợp và có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra hoặc chắc chắn xảy ra. Chúng mình vận dụng vào trong cuộc sống thực tế. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy bấm like và nút đăng ký kênh để xem được đầy đủ các bộ video của cô Lan. Chỉ có những ai đã bấm đăng ký kênh thì mới xem được đầy đủ. Xin chào và hẹn gặp lại.